em. Hả? À dạ dạ. Đâu mới rồi. Mới cái vậy. Quá xấu ông bự nghe nha. Lớn cái nhà. Rồi thì cả nhà ơi, thì tới đây hai anh em tiến với em trai được. Chào cả nhà được đây. Thì vừa phát hiện được tổ ong rồi cả nhà. Đó, thì tiến dưới đây tiến quay lên luôn cả nhà xem ha. Tiến có leo lên nha cả nhà. Giò tiến về bị đau rồi cả nhà, chặt rồi. Anh em. Hả? À dạ dạ. Dạ dạ không biết cô anh. Ta thấy vườn thấy cây tạp tạp đó cô ơi. Dạ dạ dạ. Rồi để con ra cô ơi. Chắc ăn không? Chắc 100%. À biết. Bấm tay không anh? Bấm tay. Lít dữ. À cả nhà ơi, thì tới đây một tiếng vừa hỏi ông chú được không ông nè cả nhà. Mà cái tình hình này thì ông chú là cũng có người thăm mấy lần cả nhà, nó không có mặt nữa nha. Nhìn đúng không? Tiếng giờ cũng leo không nổi luôn thật sự nha. Xin quá. Mà đi sáng giờ thắt quá lỡ rồi leo thăm thử coi sao giờ. Cặp ông mà cái giò cẳng túm cho nhà hiểu đi. Túm mà kiểu túm leo không nổi á. Đi lên gọi cái nha, không mà thoát. Cái gì? Thoát lên hơi cái nha. Thì anh xui đi mẹ. Biết sao giờ có thì chỗ chỗ đãi cuối còn không có thì hay quá. Sáng giờ đi không hết nổi luôn nha. Không có, sáng giờ thắt cả nhà. Sáng giờ tiếng với em trai được thất bại. Sáng bắt ổ Sài Gòn quay nhà xem. Chút quất cả nhà. Hả? 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 Ông này. Đâu mới rồi này. Mới cái nhạy. Hy vọng có mặt coi. Không có chạy kèo đâu. Hui. Rồi. Không có giống quỷ gì hết. Thu gan. Cắt rau rồi. Thua nha, cạnh này khô rồi. Cái về ngủ khỏe. Cắt rau. Rồi thì tới đây tiếng diêm chơi được thực hiện thêm một tổ ong nữa cái nhà. Cái nhà nhìn nè. Đóng tay gòn cái nhà. Đó chữ tay chỉ đeo đèn đèn đó. Thì cái này thì nói chung thì dây không cái nhà. Em được như được gọn cho được leo cho dễ nha. Thì mời cái nhà đồng hành em chơi được. Cái ong này cũng hơi đúng đúng rồi. Rồi chui sao vậy? Ổ rồi cuối cùng rồi đó cả nhà. Cũng có chứ về rồi. Đâm lên dài cái mình. Ờ xuống nha. Rồi. Đứng. À.
gòn quá trời bự cả nhà. Quá trời con bự nghe cả nhà. Quá trời con bự cái nhà. Trời khu gan cả nhà ơi. Rồi. Xi luôn cả nhà. Xuống cả nhà. Khu gan anh ơi. Ở trên này luôn mới được cả nhà. Leo tới này cái cây chọc bái mà không có miếng mật. Ôi trời leo cây mệt ông nội ơi. Hồi xuống nha. Khu gan. Hả? Từ từ. Rồi thì tới đây tiếng quay là tiếng bắt ông cũ nữa nha. Chiếc này cũng mặc không cái nhà ơi. Chiếc ngồi chiếc lắp bị khô. Nhìn có chiếc chạy kèo. Coi nhà nhìn đúng không nè. Lớn cái nhà. Rồi cả nhà của mình khui nha. Cái giọng chiếc này có mặt cái nhà. Sáng đi được bỏ một. Thì chết rồi đó, trên ra đây. Ô, gương mặt đây đẹp nó luôn. Đó, trời mặt nó nhỏ.
clip ngoài nha. Chúng mày chưa cùng mặt cho nghe xem nha. Mặt ở nhà thấy không? Trời, nó đỏ hai đầu mặt luôn đó nha, để kẹo tới trong nè. Kim đích ngoài đó nha, hãy gu. Đó, tiếng quay được có một bên nha, nhà không cảm tiếng nha. Cắt đó nha. Chiều tối rồi. Thủ 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 về đó nha. Chiếc gọi nó khô, chiếc này vô mặt yêu quá nha. Có cắt nha. Cắt bên bẻ nha. Nhẹ đi. Hồi cục nữa nha. Chảy kẹo trong luôn. Khó cắt quá nha. Đã lít hơn quá nha. Nào kẹo lên nha. Ít thì còn miếng là xuống nha. Chị tối kìa. Tiếng kẹo tiếng về kìa nha. Ở nhánh một mọi luôn. Chú đi về cái nha. Rồi nha nha. Thì để tiếng gặp có khác chú xuống quay cho nha xem nữa. Ở nhà là hoàn toàn một tí. Rồi thì Tiến cũng về tới nhà cả nhà ơi. Thì bữa nay thì nói chung thì một ngày không được may mắn của Tiến với em trai được cả nhà ơi. Thì từ sáng đến chiều thì anh em chỉ được một lít, khoảng một lít gửi đi lính sĩ rồi cả nhà ơi. Thì nói chung thì cũng có tiền xăng về, tại vì hai anh em đi xa lắm cả nhà ơi. Đi xa rồi tiền ăn uống rồi nọ chắc cũng bữa nay cũng như coi như thất bại cả nhà ơi. Tại vì tiền ăn uống rồi tiền xa, tiền xăng cộ rồi cả nhà không biết đó. Đi xa lắm, phải đi về cái đích tiếng đau luôn cả nhà, biết là lộ xa cái nào rồi đó. Thì sáng thì Tiến cũng xin giải thích với nhà đến cổ ông cây chôm chôm đầu tiên mà Tiến quay lên đó cả nhà. Thì được bà cô chú Dường bà nói để dành cho cháu vậy đó cả nhà. Thì nói chung cái nghề săn ong này thì bắt buộc ai cũng phải trải qua hết trơn cả nhà, chứ không phải là đâu phải riêng Tiến, tại vì mấy anh em khác không muốn chia sẻ cho cả nhà xem thôi. Chứ bây giờ của ông mà Tiến cả nhà nghỉ đi, chờ cái nhà vô Tiến nhà gặp ở đóng giữa giường, bây giờ cả nhà đi kiếm chủ nhà hỏi nữa thì đâm ra nó tốn thời gian mà nó không được thành quả cao. Thì cái đó thì Tiến cũng muốn chia sẻ thật lòng, Tiến trải qua làm sao thì Tiến chia sẻ vậy đến cái nhà thôi. Tiến biết cũng có một số anh em và cũng như chú bác không đồng tình đến Tiến nhà, tại vì tại sao
không ngộ hỏi chú Dương mà lại bắt ngang để Dương phát hiện chữ như vậy. Thì cái đó là phải phát hiện cái nhà ấy, tại vì nó nằm giữa giường, không có nhà ấy đó trơn á. Cho nên nếu mà tiếng nói nó tóm tắt luôn á, nói mà thẳng trời vạch đẹp luôn, nếu mà ví dụ mà đợi bà cô đi, tiếng quay chứ em trai được quay lại bắt bà cô quăng không hay cả nhà. Đó, cái đó là tiếng khẳng định đến cả nhà như vậy luôn, chứ không phải là tiếng muốn biện minh cho bản thân mình. Đó. Thì tiếng cũng muốn giải thích đến cả nhà như vậy cho cả nhà hiểu. Đó, tại vì cái nghề săn ong tiếng phải trải qua như vậy. Đó, trải qua cái giai đoạn mà ví dụ mà người ta dưỡng ngay này kia hay là như thế nào thì cái mình đâu biết, mình cái nghề săn bắt, cái nghề mình mưu sinh hàng ngày bắt buộc phải đi kiếm, đi săn, đi guồn để kiếm nguồn mặt ăn giao cho cô dì chú bác đằng xa, nên là tiếng cũng cái vô cái thế mà ép buộc để bươn chải cuộc sống cũng hàng ngày của tiếng, nên là tiếng cũng bắt buộc phải như vậy thôi cả nhà ơi. Nên là cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Thì đến những cái ổ tiếp theo thì với một ngày hôm nay đúng là ngày xui cả nhà, thì nó khô hết cái nhà, cái sắn rồi cái gòn của em trai được leo rồi cái sắn của tiếng leo cũng nó cũng khô hết. Đến cổ thứ ba ổ cuối cùng mà cái giờ đó là cả nhà biết là phải nói là từ nắm như gửi rồi. Mà cả nhà nghĩ đi, từ cái đoạn đường nó về nhà tiếng là khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng hồ, cả cỡ gần 3 tiếng cả nhà. Nó phải tiếng nó dốc nghe nhà, nó thật sự là như vậy. Tiếng không có thể nào tiếng chia sẻ cái điểm tiếng đến được, nhưng mà tiếng nói với nhà đi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là cả nhà biết nó độ xa cái nào. Tại vì bây giờ cái điểm đó là nhiều anh em săn ong lắm, nên là tiếng không muốn tiếng không muốn chia sẻ đặng phá cái khu của anh em sống, tại vì tiếng tự bằng ra chỗ đó. Thì nói chung là tiếng sau này có cơ hội lên nữa hay không thì cũng có tiếng biết thôi, chứ tiếng chia sẻ lên cái cộng đồng mạng thì anh em đồng nghiệp nhiều người biết quá, thì nên là có thể là anh em đồng nghiệp đến cái khu đó bắt thì cái xứ cái người bắt ong khu đó sẽ sống không được nghe nha. Nên này mong các anh em đồng nghiệp cũng hiểu cho tiếng nha, thì tiếng cũng giải thích cái điều này rất là nhiều rồi đó. Thì các anh em đồng nghiệp chắc hiểu mà. Thì đến cổ thứ tư, ổ cây sầu riêng cái nhà, thì ở đến ổ đó mới có mặt cái nhà, nhưng mà tại vì tiếng gấp gút quá, nó nghe tiếng quay video không được hay, bữa nay là không có hay cái nhà thật sự. Tại vì cái ổ thứ tư á, là thật sự là không phải là giường, nó cũng không ai hết, tiếng vô tư đó cái nhà. Nhưng mà thật ra là tại vì tiếng tốc độ đang tiếng về cái nhà, nó nghe là trễ lắm rồi, cái đó là tầm 5:30 mà chạy nhà 2 tiếng hồ, mà xe của tiếng không có đèn, nó xe cùi nữa mà không có đèn về nữa, thì đâm ra sợ. Với lại Cần Thơ tiếng bây giờ hiện tại giờ bữa nay gầm cái nhà, thế phải gầm mà kiểu như cuối tháng là mưa á, nước dữ lắm, nước nó ngập lên nó hơn nữa, xe tới bồ tiếng luôn đó. Nên là tiếng phải tốc độ tiếng về cái nhà, tiếng phải lo hai thứ, là một tối, hai là nước ngập đó. Tiếng quay không có được rõ ràng và không được review kỹ, và ổ ong nó không được đẹp, không có gửi đến cái video hay nhất cho cả nhà xem. Thì mong cái nhà cũng thông cảm cho tiếng về vấn đề đó. Tiếng chỉ muốn được chia sẻ nguyên ngày thân ông của tiếng là được những gì trải qua làm sao thì tiếng chia sẻ lại cho cả nhà xem thôi. Thì mong cả nhà ủng hộ và cả nhà thôi chăm chế bỏ qua cho tiếng người cái video này, ví dụ có vấn đề gì đó thì cả nhà cũng bỏ qua cho tiếng nha. Thì chuyến sau hay này kia tiếng sẽ cố gắng làm video cho nó rõ ràng và kỹ càng hơn. Rồi cả nhà ơi, thì tiếng cũng xin up video của nhà ơi. Thì mong cả nhà ủng hộ video của tiếng nha. Thì tiếng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Tiếng bye bye cả nhà.